nhiều khi mấy anh em gửi lời gia đình về đó, gia đình mà hai hàng nước mắt mấy anh em khóc, mà về mà gặp gia đình thì người bố đứng cách xa người con, cách xa người vợ, đứng mà nói với nhau những cái lời động viên trong nước mắt. Tất cả mấy anh em đang hiểu rõ mình đang làm gì, và khi tham gia vào cuộc chiến này mình có thể chấp nhận hy sinh kể cả tấm mạng của mình. Và những cái hoàn cảnh mà họ kêu cứu ở tại nhà, thì khi chúng tôi đem những bình oxy tới để mà cấp cứu họ, khi mà ôm được cái bình oxy mà chạy từ dưới đất lên tới lầu 1 thì bệnh nhân chỉ còn ngước mắt dòm chúng tôi và ngước vài câu và ra đi. Nhiều lắm thật sự, nhưng mà chúng tôi hầu như không còn nước mắt để mà khóc. Và sang là từng chở những cái ca không đến những cái khu cách ly như vậy, sang chứng kiến mấy anh em tình nguyện viên mà phục vụ trong những cái bệnh viện dã chiến, họ đang đẩy cửa kiện hàng, họ kiệt sức, họ ngã ngang ra, họ ngất xỉu. Trong cái quá trình anh di chuyển cũng như anh tiếp xúc và anh làm việc, anh giúp đỡ, thì đã có bao giờ anh chứng kiến những cái cảnh đau lòng? Có đấy, thực sự ra nhiều lắm. Chúng tôi đã từng khóc. Chúng tôi đem bệnh nhân đến những cái phòng cấp cứu mà chúng tôi làm nỗ lực hết sức, bệnh nhân thoi thóp chút hơi thở cuối cùng. Và những cái hoàn cảnh mà họ kêu cứu ở tại nhà, thì khi chúng tôi đem những bình oxy tới để mà cấp cứu họ, khi mà ôm được cái bình oxy mà chạy từ dưới đất lên tới lầu 1 thì bệnh nhân chỉ còn ngước mắt dòm chúng tôi và ngước vài câu và ra đi. Nhiều lắm thật sự, nhưng mà chúng tôi hầu như không còn nước mắt để mà khóc. Thậm chí những đứa bé mà mình bồng trên tay để mà mình chạy, mà mình chạy cái bằng chạy tốt mang luôn, làm sao mà đưa được vào trong y tế. Khi mà đưa được cháu bé vô trong y tế mà chụp oxy được, cháu bé trong mình đứng mà mình niệm Phật gần 30 phút, và ngủ y bác sĩ đã cứu cháu bé sống, chúng tôi là khóc. Cho nên chúng tôi thôi thúc không thể nào chúng tôi dừng lại. Hàng đêm, hàng ngày chúng tôi ôm những bình oxy, chúng tôi đi len lỏi khắp ngõ hẻm để mà tiếp oxy cho bà con, những người không đến được bệnh viện. Đau lắm. Qua cái trận dịch này để lại cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm. Giống như ngày hôm qua, tối ngày hôm qua tôi chuẩn bị ăn miếng cơm, rồi tôi tiếp tục đi đem oxy cho bà con. Nghe cuộc gọi khẩn cấp trong đêm, hai vợ chồng người bầu, người công nhân ở tận Mãi Tốt ở dưới Tân Nguyên, Bình Dương. 1 giờ trưa, hai vợ chồng chỉ có vài trăm ngàn trong túi đi nhập viện. Người mẹ bầu 7 tháng cho tới tận 7 giờ tối, hai vợ chồng mệt quá ngồi đạn ngoài lề đường dưới cái bánh xe tải, chỉ biết khóc và gọi điện thoại nhờ người thân cầu cứu. Tôi không quen biết với hai vợ chồng đó, nhưng mà hai chồng cầu cứu mãi miết, gặp những người ở cổng tỉnh, họ biết đến tôi, họ gọi cho tôi, nói chú Tám ơi, cứu giùm bé bầu đi chú Tám ơi, đứa bé đã trong bụng. Mà mới nghĩ trong đầu, từ ở chỗ mình di chuyển về gió, vừa về dưới ở Tân Nguyên, mà mình cứu bé bầu quay ngược trở lên, cái đoạn đường di chuyển cả trăm cây số, qua biết bao nhiêu cái trạm, mình tính toán thời gian và địa điểm, vị trí, tình huống như thế nào để mình nhanh nhất có thể. Mình hiểu rằng khi mà đứa bé bị thai lưu ở trong bụng mẹ, nếu mà thời gian mà quá lâu nó sẽ bị nhiễm trùng máu và đặc sản xảy đến cái tính mạng của người mẹ nữa. Mình biết rằng cái sự nguy hiểm nó tột cùng. Hai chồng biết kêu cứu rằng ông hai giữa đêm khuya, chúng tôi có cái sức, chúng tôi chạy từ hồi đây mà qua, chạy không ngừng nghỉ để mà tiếp cận được hai vợ chồng. Trong cuộc gọi giữa cái đường đi, tôi luôn động viên người bầu, tôi nói con hãy cố gắng tập hít thở, hết sức bình tĩnh, chú sẽ đến được ngay. Khi tôi tiếp cận được, tôi thấy hình ảnh tôi hỡi ơi rồi, tôi đưa cái người bầu lên trên xe, sau đó tôi đo huyết áp, nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, thì tôi thấy thì nhịp tim nó xuống quá nhiều, huyết áp xuống quá nhiều, mà người bầu nhăn mặt đau đớn chịu không nổi, tôi chụp oxy vô, tôi gắng cố gắng được chạy tìm bằng được cho các bệnh viện để mà đưa vô trong đêm. Khi đưa vô được cái bệnh viện được rồi, người ta được nhận rồi, tôi nói thật, tôi ngồi tôi muốn rớt tim ra ngoài. Người chồng cũng hoang mang không biết bây giờ vô bệnh viện tiền đâu mà để đưa cho vợ mình lên cho mổ, mà vợ đang nguy kịch, tôi cho mượn luôn cái bình oxy để mà ôm đem theo. Người chồng hoang mang, tôi mới nhớ thật là tôi nói con đừng lo, trước khi chú đã tiếp nhận cái trường hợp này, chú đã thủ sẵn tiền trong người rồi, tôi móc ra 30 triệu, đóng tiền viện phí vô 20 triệu, còn 10 triệu tôi để dành đưa cho cái người chồng cha của đứa bé xấu số, kêu rằng con gắng giữ tiền này để lo cho vợ con sau khi phẫu thuật, chôn cất cháu bé đàng hoàng, mong rằng nó được siêu thoát, mong rằng người mẹ bầu được bình an. Mình cũng kể thêm một cái câu chuyện của người mẹ bầu nghèo khổ nằm trong cái vùng phong tỏa, mà khi mà chuyển dạ xong không ai dám vào vô giúp, mà khi sang đã lấy xe cứu thương vô cái dòng dây cái vùng phong tỏa, mà tới nơi rồi thì đứa bé đã xanh rớt ra ngoài. Một đứa bé trong tay đưa người mẹ đưa lên xe cứu thương, mình nhớ lại cái hình ảnh mà người mẹ của mình
chính mẹ ruột mình kể, hồi xưa ba con đi lính, mẹ không có tiền đi đến bệnh viện, đau chuyển dạ xong, mẹ gắng cố gắng để đi tới bệnh viện để cho con sanh được vô trong nhà bảo sanh đàng hoàng, nhưng đi giữa đường mẹ đã sanh rớt con ra ngoài, mẹ tự chịu đau đớn, tự đùm túm mình lên rồi để mà đi lết vào tới bệnh viện. Thì cái hình ảnh của cái người mẹ bầu mà mình tới nơi để mà giúp cho người mẹ bầu mà sanh rớt ra bên ngoài, mình vừa lái xe mình chạy đưa nhanh nhất có thể tới bệnh viện để mà túm hết những cái nhau thai đưa lên trên người của mẹ bầu, mình chụp oxy mình đưa vô bệnh viện và mình đóng tiền. Mỗi một phút mỗi một giờ mình lại nhớ cái đứa bé đó giống như mình ngày xưa mình sanh ra trong cái thời chiến tranh, cha thì đi lính, mẹ mình thì đi sanh, thì người bầu, mẹ bầu này cũng vậy. Rồi mình đã vô bệnh viện, mà ngày bác sĩ để gắng cố gắng giúp cho cái trường hợp này, mà người mẹ bầu bị dương tính, mình không có đem theo tiền, lúc đi cấp cứu mình nhanh quá không có đem theo tiền, mình gọi điện về nhà kêu cầm tiền lên rồi gửi cho người bạn gia đình của mẹ bầu này 27 triệu. Mẹ bầu cầm đồng tiền mà khóc trong nước mắt, nói mẹ con không biết sao trả chú ta, nói mình không phải không có ơn gì hết, mình không phải là cái người cứu hai mẹ con của con, chú chỉ làm những gì mắt bảo cái lương tâm con người, tình con người để chú làm, còn tiền này là tiền của tất cả mạnh thường quân, chú làm đây là bổn phận cái nghĩa vụ của con người Việt Nam, chú hạnh phúc vì chú là con người Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam này. Tôi sinh ra và lớn lên ở tại Sài Gòn, tôi đi khắp mọi vùng miền để giúp đỡ bà con, mà cái đất Sài Gòn là cái nơi mình học biết bao nhiêu mảnh đời, tầm bọc biết bao nhiêu con người ở tứ xứ về Sài Gòn để mà san sẻ, một cái nơi ở Sài Gòn nhộn nhịp để tất bật mưu sinh, nhưng ngày hôm nay ở Sài Gòn tổn thương quá nặng, bà con lầm than. Một cái điều gì đó thôi thúc chúng tôi là mình phải có trách nhiệm, mình phải là một người công dân, làm điều gì đó để giúp ích cho người dân Sài Gòn. Và mình muốn thay cái lời tri ân của mình đến cho tất cả những người dân Sài Gòn. Mình chỉ đang cố gắng mình làm bằng mọi giá, giúp được từng giờ, từng khắc, từng hơi thở của bà con. Em cũng là người con Sài Gòn, em cũng nghe những câu chuyện về những ngày dịch này, và câu chuyện của anh thật là quá là đau lòng và xúc động. Một người đàn ông mạnh mẽ như anh, từng trải như anh, đã trải qua biết bao nhiêu những năm tháng đi làm thiện nguyện, bà còn phải rớt nước mắt vì những cái câu chuyện như thế, thì phải nói đây là tấm lòng Bồ Tát. Anh đã đi làm thiện nguyện từ rất lâu rồi, như vậy thì về gia đình của anh thế nào, vợ con anh thế nào? Nói về cuộc sống gia đình thì mấy năm về trước mình đã làm con đường thiện nguyện, vợ cũng ngăn cản nhiều, thấy mình làm cực lực bỏ cái công ăn việc làm mình riêng bên, thì có ngày lủi đầu mình đi tìm bà con nghèo khổ để mình giúp tiền, rồi cũng về nhà xin gia đình để mà đem chia sẻ người ta, rồi thậm chí có nhiều người ta không hiểu, người ta quay là chửi mắng mình, vợ cũng buồn khi mình bỏ, nhưng mình làm viết giờ cái vợ cũng ủng hộ và động viên, và vợ và các con cũng cùng nhau với mình kề vai sát cánh, người thì làm cái này người làm cái kia để mà tham gia vào cuộc chiến này. Tính tới thời điểm này thực sự mình đầu tiên mình cảm ơn cha mẹ mình, cha mình mất rồi, cảm ơn mẹ mình đã cho mình có cơ hội được làm người ở cái cuộc đời này, mình được sinh ra và lớn lên tới bây giờ. Và người thứ hai mình cảm ơn đó là người vợ của mình, anh cảm ơn em đã luôn động viên và luôn kế bên anh, và cùng với các con động viên bố chia sẻ cái gánh nặng cùng với bố với mẹ để mà giúp ích cho cuộc sống này, giúp ích cho cuộc đời này. Cảm ơn người vợ của Sang rất là nhiều, cảm ơn các con, đó là cái tinh thần mạnh mẽ nhất để mà tấm Sang còn tiếp tục duy trì cho tới ngày hôm nay. Cảm ơn nhiều lắm. Anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn này, anh là người dân của đất Sài Gòn này, những cái cảm xúc của anh về Sài Gòn trong những ngày này? Thật sự vậy, nếu mà nói về cái cảm xúc của tôi, về cái hình ảnh của Sài Gòn bây giờ, tôi chỉ nói lên được hai từ: Việt Nam ơi cố lên, Sài Gòn ơi của mình ơi cố lên. Đau đớn lắm rồi. Đây là cái lịch sử ghi nhớ để mà cái hình ảnh người Sài Gòn và cái hình ảnh của đất Sài Gòn đang nằm ngủ không phải trong giấc ngủ, mà nằm ngủ trong một cái vết thương đau mê man kéo dài chưa biết ngày để mà tỉnh dậy. Chúng tôi đã lên tinh thần dự trù cho cái sức lực của mình cũng như là cái phương án kế tiếp còn kéo dài đủ thứ làm việc. Anh đã đi làm mà cái đoạn đường quá nhiều quá dài, gặp nhiều trường hợp, thì hiện nay cái tình hình dịch bệnh nó rất là căng thẳng, và các tình nguyện viên cũng xông xáo ra tuyến đầu. Những cái lúc mà anh nhìn thấy tình nguyện viên hay bác sĩ mà họ kiệt quệ, họ ngã gục, anh có nhìn thấy những cái cảnh như thế, cảm xúc của anh như thế nào? Mình đã xem những cái bãi chim mà bà con nói vừa test dương tính ở tại một cái trạm y tế phường, nói nơi đó là cái nơi cách ly để làm cái hoang mang cho người dân, làm xáo trộn trong cái cuộc sống, thì thực sự đó là không hay. Trên thực tế những cái nơi bệnh viện dã chiến thu dung cấp của thành phố, họ đang cống hiến gồng mình hết mình trong 24 giờ không ngừng nghỉ để phục vụ cho bà con, thì những cái hình ảnh đó, những người mà được ở trong khu cách ly, được
điều trị và được chăm sóc tận tình, chu đáo, từng bữa ăn một, từng cái sự động viên của đội ngũ y bác sĩ, và sang đã từng chở những cái ca không đến những cái khu cách ly như vậy, sang chứng kiến mấy anh em tình nguyện viên mà phục vụ trong những cái bệnh viện dã chiến, họ đang đẩy cửa kiện hàng, họ kiệt sức, họ ngã ngang ra, họ ngất xỉu. Chính sang và tất cả mấy anh em tình nguyện viên đã chạy tới để mà dành dịch là cái sự sống cho cái tình nguyện viên đó. Sang đang hô hấp cho cái tình nguyện viên đó, là để cái bộ đồ bảo hộ ra, sang động viên ơn trên đã che chở cho họ. Anh tình nguyện viên bạn tỉnh lại, không phải họ tự dưng mà họ bệnh mà họ xỉu, mà họ đã cống hiến quên cả bản sức của mình, quên cả tính mạng của mình. Những hình ảnh mệt mỏi của các đội ngũ y bác sĩ trong đó, sang từng chứng kiến nhiều lắm, nhiều cung bậc cảm xúc. Những cái cảm xúc đó nó xảy ra trong tích tắc và trong chớp mắt. Tôi rất mong mọi người dân ở Sài Gòn phải hiểu cái công tác phòng chống dịch này nó nguy hiểm như thế nào và cực lực như thế nào. Mọi tuyến đầu y bác sĩ, tình nguyện viên, ban ngành, họ đã nỗ lực hết mình rồi. Mong mọi người hãy đồng lòng, chúng ta đừng chia rẽ, chúng ta hãy đồng lòng, chúng ta phải thực hiện đúng cái chỉ thị của chính phủ ban hành ra, thì may ra chúng ta giảm bớt cái nguy cơ dịch bệnh này nó bùng phát thêm. Thật sự xin bà con hết sức bình tĩnh. Khi chúng ta mắc bệnh thì chúng ta phải biết làm gì. Tất cả những cái thông tin ở trên trang mạng, báo chính thống, đài chính thống đã người ta đã đưa tin, thì dựa trên đó mình đã thực hiện ngay và mình làm ngay. Tìm hiểu lên Google, mình tìm hiểu đâu là cái đường dây nóng để mình cần sơ cấp cứu khi mình đang cần gặp việc, và mình phải làm theo đúng quy trình khai báo y tế để mình được kiểm tra y tế, và khi người ta phát hiện mình F0 để người ta đưa đi. Tôi nói thật với bà con nên thương tiếng đầu đi. Tôi chứng kiến nhiều lắm, bác sĩ rất là mệt mỏi, họ bỏ hết tất cả những gia đình và cuộc sống họ lại phía sau để họ cống hiến từng giờ từng giây từng phút để giành giật lại sự sống cho bà con. Chúng ta hãy nên cảm ơn họ hơn là chúng ta trách họ. Còn mong sao dịch nó sớm qua mau để trả lại sự bình yên cho nhân loại cũng như là người dân Việt Nam và đất Sài Gòn nó quay trở lại sự bình an. Dạ, cảm ơn anh Sang rất là nhiều. Qua câu chuyện của anh kể thì phải nói là cũng rất là xúc động, và có những cái trường hợp rất là đau lòng. Thay mặt chương trình, Ngọc Ánh xin gửi đến anh những lời chúc sức khỏe, và nhóm hoạt động thiện nguyện của anh, tất cả mọi người ai cũng được mạnh khỏe, được an toàn và bình yên. Chân cứng đá mềm sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình và song pha lên tiếng đầu để cùng nhau chung tay đẩy lùi nạn dịch này. Ngọc Ánh rất là cảm ơn sự có mặt của anh ngày hôm nay. Sang kính chúc bây giờ là gửi lời cảm ơn đến chương trình, kính chúc tất cả quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe. Sang gửi đến tất cả quý vị khán giả cũng như là người dân Việt Nam, đặc biệt người dân ở tại Sài Gòn, trong khoảng khắc này chúng ta hãy đồng lòng nắm chặt đôi tay để cùng nhau đẩy lùi bệnh dịch. Chúng ta không được chia rẽ, chúng ta không được hoang mang, hết sức bình tĩnh. Một cây làm chặn nâng non, ba cây chụm lại chúng ta lên nòn núi cao. Chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ đẩy lùi được cái dịch bệnh nếu chúng ta chấp hành nghiêm những chỉ thị và cùng kề vai sát cánh với là các ban ngành cũng như đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu. Chúng ta phải thương họ, phải thông cảm với họ. Kính chúc đến tất cả quý vị khán giả cũng như là ban biên tập và đội ngũ ekip của chương trình, tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam này cũng như mọi người dân trên thế giới luôn được bình an và hạnh phúc. Sang cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn anh Sang rất là nhiều. Chương trình giao lưu với anh Tám Sang ngày hôm nay chúng ta tạm khép lại. Cục Ánh xin cảm ơn anh Sang và cảm ơn quý vị khán giả.